Rồi, mệnh đề phủ định thì nói lại cho nó cái video nó thu nha. Mệnh đề phủ định là với mọi là tồn tại nè, rồi với mọi nè thành tồn tại nè, lớn hơn thành bé hoặc bằng nè, hàm số thì mẫu khác không và bấm tính ra khác hai đứa thì R trừ. Câu số 3 là hàm số đi qua đường thẳng đi qua hai điểm thì mình có y bằng ax cộng b, và con thế hai điểm nó vô con được một cái phương thể phương trình x là bằng 1, 1 nhân a cộng cho b y bằng 3 nè, x bằng 2 là 2a cộng cho b và bằng y là trừ 1 nè, và được con giải hệ là được kết quả giùm thầy ha. A của thầy bằng trừ 4 và b của thầy sẽ bằng 7. Như vậy đáp án của thầy là câu D, trừ 4x cộng 7, được chưa tụi con? Rồi, câu số 4, hàm số nào sau đây bậc 2 mà có tọa độ đỉnh là 2 trừ 5? Vậy đầu tiên tụi con sẽ nhìn, muốn hoạch độ đỉnh là 2 trừ 5 thì kiểm tra là trừ B chia A phải ra bằng 2, trừ B chia 2A phải ra bằng 2. Vậy thầy chỉ tụi con á, có nghĩa là muốn cái hoạch độ đỉnh là số dương thì A với B phải là trái dấu. Muốn hoạch độ đỉnh là số dương thì A với B trái dấu, và con có là trừ B chia 2A. Và đáp án đúng của mình chính là câu A hoặc là câu B, là đều có hoành độ đỉnh là bằng 2. Còn tung độ đỉnh thì tụi con chọn một trong hai đáp án, tụi con côn côn tại x bằng 2 thì coi thử ra y nào bằng trừ 5 là nhận. Vậy khi là thế số 2 cho chỗ này, 2 này lên là trừ 4 cộng cho 8, 8 trừ cho 9, và tụi con thấy là trừ 4 cộng 8 là bằng 1, bằng 4, 4 trừ cho 9 là trừ 5, chính xác luôn. Và đáp án đúng là câu A. Giả sử như câu A mà tính ra không phải là trừ 5 thì đáp án đúng sẽ là câu B cho tụi con, một trong hai đứa. Ok không nè? Rồi tụi con hiểu câu số 4 chưa? Ai hiểu câu số 4 thì câu số 1 coi. Ai hiểu câu số 4 thì là số 1 nha. Thầy sửa như vậy là vừa học tự luận vừa học trắc nghiệm luôn nha tụi con. Rồi tiếp tục câu số 5. Hàm số đồng biến nghịch biến là tụi con sẽ dựa vào cái chỗ mà làm cho đồ thị hàm số đổi chiều nè, con thấy nè, đây. Kết luận là trên hoành độ nha, kết luận trên hoành độ. Và tụi con thấy đồng biến là đồ thị đi lên. Như vậy là đồ thị lên của mình chính là cái đồ thị mà như thế này. Vậy đồng biến trong khoảng từ âm vô cùng cho tới trừ 1, được chưa nè? Âm vô cùng cho tới trừ 1. Như vậy mình có đáp án đúng của mình đó là trừ 2 đến trừ 1. Tại vì từ trừ 2 đến trừ 1 cũng là âm vô cùng, và đến trừ 1 nó nằm trong, cho nên nó thỏa mãn điều đó. Câu số 6, điều kiện xác định của phương trình là gì? Là chúng ta thấy mẫu phải lớn hơn 0 vì trong căn x trừ 1 phải lớn hơn 0. Đáp án đúng là câu D. Câu số 7, người ta giỏi là nghiệm của phương trình là bao nhiêu thì con chuyển vế điều kiện là x khác trừ 3. Điều kiện là x khác trừ 3 loại luôn. Loại luôn. Vậy thầy đoán lùi đáp án thầy là số 0 của tụi con ha. Thầy đoán lùi luôn á, đáp án thầy sẽ là con số 0. Được chưa? Rồi, bây giờ mình đoán đoán lùi thử đúng không nha. Con thấy nè. Tại vì sao? Vì hai đáp án là có trừ 3 với 0 là chắc chắn là nó sẽ làm con bị nhử mồi đáp án là có x bằng trừ 3 vì trừ 3 phải loại, đúng không con ha. Và tụi con thấy là mình sẽ quy đồng nha. Thầy quy đồng x cộng 1 chuyển vế qua, thằng này là gì? X cộng 3. X cộng 3. Đúng không mấy đứa? Chia cho x cộng 3. Đúng rồi con. Vì chuyển vế qua là x cộng 3 nhân là mẫu chung. Lấy x cộng 6 trừ cho 3 là x cộng 3. X cộng 3 chia x cộng 3 là 1. Và x sẽ bằng 1 trừ 1 là bằng 0. Đáp án là khu C. Rồi, tiếp tục phương trình nào sau đây tương đương với phương trình. Khi mà tương đương thì tập nghiệm nó phải cùng. Bằng cách là mình nhân hai vế cho số 2 không thay đổi. Đáp án là câu D. Được chưa? Tiếp tục câu số 9, khẳng định nào sau đây sai? Khẳng định nào sau đây sai ta? Ai biết? Khẳng định nào sau đây sai? Ai biết nè? Câu số 9. Câu số 9 thầy mời bạn Đức Anh, đáp án là câu nào Đức Anh? Đức Anh ơi.
Đáp án là câu nào có? Ủa, Thầy nghe, thầy nghe. này là B này. B, đúng rồi, vì sao vậy? Vì sao tức anh, vì sao đó là cô B Dạ, con? tại vì x là bằng cộng trừ 1 này. À đúng rồi, chính xác, nghĩa là hai bạn Nó này phải bằng cộng trừ 1 đúng rồi. Thì hỏi Đức Anh nè, tại sao câu D là đúng? Hỏi thêm thôi. thầy. Đã thầy là quy động mở lên này. Vì sao vì sao câu D đúng với Đức Anh? Sao nè, nói thầy nghe nè, vì sao câu D đúng này? Vì câu D hai phương trình này nó cùng tập nghiệm. Vì hai phương trình này cùng tập nghiệm nha con. Phương trình đầu là vô nghiệm, phương trình sau cũng vô nghiệm. Do đó nó phải thỏa mãn điều đó, được chưa? Do đó nó mới tương đương. Bởi vì nó vô nghiệm cùng vô nghiệm nên nó mới tương đương. Hiểu chưa con Đức Anh? Vâng. Rồi. Câu số 10, một phương trình bậc 2 có nghiệm kép khi delta bằng 0, quá dễ. Câu số 11, đây là một phương trình có một nghiệm x1 bằng 13. Hỏi x2 bằng bao nhiêu thì tụi con nên dùng VS, nó sẽ hay hơn là bấm máy tính ha. VS của cụ toàn là x1 cộng x2 bằng -7. Một đứa bằng 13 chuyển vế qua là -7 trừ 13 là -20, đáp án B. Câu số 12 thì quá dễ, bấm tính giải hệ ra bao nhiêu tụi con? Bấm tính ra giùm thầy bao nhiêu tụi con ơi, nhanh lên. Bấm ra bao nhiêu cho thầy biết coi. Nghiệm của người ta yêu cầu là 1, 1 trừ 1, mà thằng này bằng 0 là sai nè. Thằng này bằng 3 là sai nè. Vậy không thể thằng này được, đúng không tụi con? Và của chừng thằng này nữa chứ, của chừng thằng này á. Còn giữa câu C với câu D bấm máy tính này, bấm câu C ra bao nhiêu tụi con? 1 trừ 1 đúng rồi. 1 trừ 1 như sai. 1 và trừ 1 trừ 1 trừ ai đúng đúng đúng. 1 trừ 1 đúng luôn, đáp án đúng là câu C. Đáp án đúng là câu C nha tụi con, bấm tính ra. Rồi, câu số 14. Hai điểm phân biệt AB, điểm Y là trung điểm của AB thì mình có đẳng thức vector IA cộng vector IB bằng vector 0. Đúng không? Như vậy suy ra vector AI với BI là cùng hướng rồi nè, nên không thể bằng nhau. AIB là ngược hướng rồi nè, đúng không? Rồi. Bằng này là IA, IB cũng ngược hướng rồi nè. Như vậy cô thấy giữa hai đáp án này là không thành làm. Chuyển vế qua là IA cộng IB. IA cộng cho AI bằng vector 0 là sai. Đáp án đúng là câu D nha tụi con. Đó, đáp án đúng là câu D. Có nghĩa là tụi con nhìn chuyển vế qua nha. Cái này là trừ IB, chuyển vế qua nè. Cái này chuyển vế qua cũng là trừ IA. Mà trừ, mình có thể đổi lại nè. Cái này là trừ IA. AI là trừ IA trừ IB bằng vector 0 thì IA cộng IB cũng là vector 0. Ok ha. Hiểu câu này không tụi con ơi? Trung điểm mẹ biến đổi chút xíu thôi tụi con. Ok nha. Hiểu bài nha. Câu số 15. Tọa độ trọng tâm là cộng lại chia 3. 2, 4, 5 là 11. Chia 3 là 11 phần 3. Được câu đáp án là câu A với câu B. 2, 4, 8, 14 là 14 phần 3. Đáp án là câu A. Được chưa? Rất là dễ. Rồi, câu số 16. Cho alpha là góc tù. Góc tù thì tụi con nhớ cho thầy chỉ có thằng cos là dương thôi.
còn tất cả những thằng còn lại là âm. Ủa lộn, góc tù có âm chứ, quên, xin lỗi quên. Sin góc tù chỉ có thằng sin là sin nha. Nếu mà alpha là góc tù nè thì suy ra thầy có chỉ có thằng sin là dương thôi, còn tất cả ba thằng lại là cos nè, tan nè, cô tan đều là âm. Như vậy đáp án đúng là câu C, đáp án đúng là câu C, được chưa? Tiếp tục, hai vector mà cùng hướng, bởi vậy chưa, tích vô hướng chính là tích độ dài, vì cos của hai vector đó là góc, là bởi không độ, cos không sẽ bằng một. Rồi bây giờ cả lớp làm thầy câu số 18, suy nghĩ cho thầy trong vòng 5 phút câu số 18. Bây giờ những câu trên toàn là câu, con nhìn câu số 18. Bây giờ người ta yêu cầu là cho hai vector đơn vị A và B thỏa mãn độ dài tổng hai vector bằng 2. Bây giờ người ta bằng 2, độ dài tổng hai vector bằng 2. Bây giờ người ta yêu cầu là tính cái này. Đúng không? Tính tích 3 3 là vector A trừ 4 là vector B. Nhấn này nha. Làm sao? Ai làm được câu này? Vector đơn vị là sao mấy đứa? Tụi con vector đơn vị là sao? Vector đơn vị là vector có độ dài bằng 1 đó tụi con. Được chưa? Rồi, thầy nhân vô là 6 lần vector A bình phương trừ cho 20 lần vector B bình phương. Rồi. Bằng. Ủa, cộng với dưới. Cái này là trừ 20 cộng cho 15. Chỗ trừ 6 nè, trừ 20 a bình nè. Như vậy là 15 ab trừ 8 ab là cộng cho 7 ab. Như vậy mình có là gì? Vector A cộng vector B tất cả bình phương hai vế lên bằng 4. Thì bên này chỉ là vector A bình phương cộng vector B bình phương trừ 2 lần cộng 2 lần vector A tích vô hướng vector B bằng 4. Như vậy người ta có độ dài bằng 1, bình phương độ dài là bình phương vô hướng như tụi con, nó bằng luôn bình phương của vector luôn như tụi con. Như vậy 1 cộng 1 là 2, 2 trừ 2 là bằng 2 trừ 2 là đây 4 nè, 1 cộng 1 là 2, 2 4 trừ 2 là 2, 2 chia 2 và tích vô hướng bằng 1. Đó, thầy có thấy không? Như vậy thầy có được là 61 trừ 21 là trừ 13 cộng cho trừ trừ 14, mua trừ 14 cộng cho 7 nhân 1 là 7 nữa, là phải trừ trừ 7, đáp án là bằng trừ 7, đáp án là câu C. Rồi, ai hiểu thầy câu số 18 rồi cho thầy câu số 5 coi. Nhớ thầy là vector đơn vị là vector có độ dài bằng 1 như tụi con. Vector đơn vị là vector có độ dài bằng 1, nhớ giùm thầy. Và bài này mình dùng kết quả là bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài. Bình phương vô hướng thì bằng bình phương độ dài và nhân phân phối, chúng ta xác định bình phương vô hướng là bình phương độ dài, ráp công thức và tính toán theo kiểu tìm cái mà chưa có thì mình dựa vào công thức của bình phương hai vế để chúng ta xử lý, được chưa nè? Rồi ai hiểu thầy câu số 5 coi. Ô sao im ru rú rù vậy ta? Alo, bên nước nghe thầy nói không? Rồi, thầy nghe Hay thầy dán nói. lại. Thầy giảng lại. Bây giờ con chép vô trước đi Phú ơi, thầy sẽ giảng lại một lần nha con. Dạ vâng. Ok.
bay mất rồi. Chờ chút xíu tôi coi nó bị rớt này ra. Đây, cả lớp nghe thầy giảng chậm là một chút xíu thôi, các bạn cùng hiểu câu 18 nè. Rồi, tụi con nhớ thầy kiến thức là gì? Tích vô hướng, bình phương vô hướng là bình phương độ dài, được chưa? Cái này nhớ thầy chưa? Và thế nào là vectơ đơn vị? Vectơ đơn vị là vectơ có độ dài bằng 1. Vectơ đơn vị là vectơ có độ dài bằng 1. Được chưa? Rồi, tiếp theo nữa là mình có vectơ A cộng vectơ B bằng 2 thì bình phương 2 vế lên. Mà bình phương 2 vế của nó thì giống như là bình phương độ dài là bình phương vô hướng. Khai triển hạng thức ra, A bình cộng vectơ B bình cộng 2 lần AB, mình ta ra bằng, mình tính bằng 4. Hai này một đứa bằng 1, bình phương là bằng 1 luôn. Một cộng một là 2, 4 trừ 2 là 2, vậy vectơ AB sẽ bằng 4 chia cho 2 chia 2 bằng 1. 2 chia 2 bằng 1. Được chưa? À, 2 chia 2 bằng 1. Rồi xong. Được kết quả bằng 1, được chưa nè? Rồi, sau đó mình dựa vô đề bài phân phối vô. 6 nhân 2 là 2, 3 nhân 2 là 6 vectơ A bình. Rồi, cộng cho 3 nhân 5 AB là 15, trừ cho 4 nhân 2 là 8, như vậy cộng cho 7 AB vector, rồi trừ cho 4 nhân 5 là 20 B bình. Và người ta thế vô tất cả bằng 1 hết, 6 cộng 7 trừ cho 20, đáp án là trừ 7, đáp án C. Rồi Phú hiểu chưa Phú ơi? Được rồi. Ok. Tiếp tục câu số 20, câu 19 thì dễ quá, tích vô hướng. Tích vô hướng của hai vectơ là bằng hoành nhân hoành A1 nhân B1 cộng cho A2 nhân B2. Đáp án đúng là câu D. Rồi, chờ chút xíu con nó đi xuống màn hình. Rồi tiếp tục. Độ dài đoạn thẳng là cao bậc 2 của hoành trừ hoành bình cộng tung được tung bình, đáp án là câu B, rất là dễ, không phân biệt trước sau nha tụi con. Hoành trừ hoành tung được tung. Câu 21, phủ định mệnh tệ B là B gạch đầu với mọi là tồn tại, với mọi là tồn tại nè. Và V lớn hơn là bé hơn hoặc bằng, đáp án là câu B. Đồ thị nam sau nào sau đây nhận trục tung làm trục đối xứng? Muốn nhận trục tung làm trục đối xứng thì đây phải là hàm chẵn, được chưa nào? Hàm chẵn thì sẽ nhận trục tung làm trục đối xứng. Vậy đáp án đúng, hàm chẵn là hàm có mũ gì cả lớp? Có hai loại hàm chẵn. Hàm chẵn là hàm có mũ gì? Lớp, hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng khi nó là hàm chẵn. Về hàm chẵn thì nhận được tính chất gì? Ai biết mũ gì? Hàm chẵn thì mũ lớn nhất của nó là mũ gì? Đó là mũ chẵn và có thêm trừ tuyệt đối. Nhưng mà đáp án đúng chính là câu D. Tại vì sao nè? Vì hàm chẵn là f của trừ x phải bằng fx nha tụi con. Chỉ có câu D mới thỏa mãn điều đó thôi. Rồi, tiếp tục câu số 23. Ai làm được câu 23 cho tụi con 5 phút làm câu 23 nha. 5 phút bắt đầu. Chỉ được con cách làm bài nè. Bây giờ mình nhìn vô, mình không biết chọn đáp án nào hết thì mình sẽ nhìn vào những cái điểm đặc biệt. Đây, tụi con nhớ, cứ thấy hoành độ thế vô,
cho con thấy ứng với x bằng 0 thì y bằng mấy tụi con? Điểm này nè, điểm này ứng với hoành độ bằng 0, y bằng 1, đúng không? Như vậy thầy có được câu này với câu này, là câu B với câu C cho x bằng 0 vô tính được y bằng 1, câu D của A loại. Xong, mình sẽ coi thử trừ 1 với 1 thế vô, chỗ này là trừ 1 không, trừ 1 không, thế vô. Như vậy chỉ có câu nào đúng thôi, câu C ứng với x bằng trừ 1 thì tuyệt đối của trừ 1 cũng là 1, mà 1 tuyệt đối cũng là 1, như vậy thế vô thì nó bằng 0, chính xác, được chưa? Câu 24 nha tụi con. Câu 24 là câu mà hồi bữa trước như các bạn Tùng hỏi hay câu này phải không Tùng? Dạ đúng rồi. Ok con. Rồi thầy giảng cả lớp làm câu này, thầy nghĩ câu này chắc chắn đi thi ở trường mình nè, trường Trần Văn Dầu chắc chắn sẽ ra câu này cho mấy đứa coi. Rồi tụi con nhìn nha. Khi chúng ta đánh giá vào các dấu của ABC thì tụi con rất là quan trọng ở chỗ đỉnh nè, lấy cái đỉnh nè, chiếu xuống cho thầy, đúng không? Vậy công thức hoành độ đỉnh là trừ b chia 2a, đúng không tụi con? Trừ b chia 2a, mà trừ b chia 2a đang nằm ở bên phải con số 0, bên phải con số 0, do đó nó là số dương, được chưa? Đó là ý thứ nhất. Nhưng mà ý đầu tiên tụi con làm nhanh hơn tụi con, đó là thầy giảng tụi con thôi, chứ mà đi thi trắc nghiệm mà tụi con chọn cho hai vị trí a với c đầu tiên rồi mới tới b. Thứ tự xác định dấu, dấu A, dấu C trước, rồi tôi tới dấu B. Dấu B là dựa vô đây nè, dấu B là dựa đây nè. Còn dấu A, dấu C dễ ẹt. A là tụi con dựa vào nhánh cuối cùng đi xuống đi lên, nhánh cuối cùng đi xuống, nên A là A âm. C là vị trí cắt với trục tung, cắt với trục tung tại đâu? Chính là chữ C, mà C nằm ở dưới con số 0, nên C cũng âm. Vậy nhìn vô cái đáp án nào A dưới C đều âm. Đáp án nào? Chỉ có câu A thôi. Thật sự bài này khỏi cần phải đi tính B luôn, vì chỉ có câu A mới thỏa mãn được A với C. Trắc nghiệm mà tụi con, đâu phải lúc nào tụi con cũng phải làm đầy đủ giống như tự luận mới ra đáp án đâu. Lúc tụi con làm vài bước nó ra đáp án luôn. Nhớ, đây là một cách học của cho tụi con để sau này lên lớp 12 học trắc nghiệm. Và trừ B chia 2A của mình dương, thầy giảng bài tụi con, thì A với B phải là hai số. Hai số nào? B chia A, trừ B đổi dấu đi, thì B chia A phải là số âm. Như vậy A với B trái dấu, mà A đã âm thì suy ra B gì? B dương. Các lớp hiểu bài chưa? Rồi, ai đã hiểu câu này 100% rồi thì cho thầy con số 10. Ai hiểu câu này 100% rồi cho thầy con số 10 coi. Mới có một bạn à, mấy bạn khác chắc làm biến quá, làm biến trả lời thầy quá. Rồi, cảm ơn tụi con. Đó là em cái chỗ sao chỗ B hả con? Rồi, ok, thầy giải cho Tình nghe chỗ B nhân Tình. Tình nghe kỹ nha Tình ơi. Chỗ B là Tình phải dựa vào hoành độ đỉnh nha con. Đây, đỉnh nè con, đúng không? Đỉnh là cái chóp này, đúng không? Kéo xuống hơn Tình. Và con có công thức là trừ B chia mấy A Tình? Dạ, 2A. 2A. Và con thấy con số này nằm bên phải, bên trái số 0? Phải. Là dương hay âm? Dương. Rồi, mà có dấu trừ, có dấu trừ thì đảo lại là B chia 2A phải âm con, đúng không? Đây. Rồi, cái dấu trừ thì chuyển qua là B chia âm, bỏ số 2 luôn vì số 2 là số dương. Vậy B chia A âm nghĩa là A với B là hai số trái dấu, đúng không Tình? Dạ. Mà A âm thì suy ra B gì con? B gì? Dạ là A âm thì B. Hiểu bài chưa Tình? Ok. Rồi câu số 25 tụi con, điều kiện xác định của phương trình thì ba cái căn lớn bằng 0, x lớn bằng 1, x lớn bằng 2, x lớn bằng 3, chọn số lớn nhất x lớn bằng 3, rất là dễ. 26, phương trình nào sau đây tương đương với phương trình này? Thì tương đương có nghĩa là hai phương trình phải cùng tập nghiệm nha tụi con, phải cùng tập nghiệm nha, hai phương trình phải cùng tập nghiệm mới được nha. Vậy tụi con thấy nghiệm của phương trình này là cộng trừ 2, vậy phương trình này không thể tương đương, đúng không? Phương trình này là không thể tương đương vì nó có nghiệm bằng 1,
nghiệm không đúng vậy. Phương này cũng không phải tương đương, chỉ có phương trình này thôi. Tại vì phương trình này có nghiệm bằng 1 mà trừ 1 mà con, đúng không tụi con? Do đó không thể tương đương, đáp án là câu C. Câu C mới thỏa mãn điều đó. Câu 27, để cho một phương trình này mà vô nghiệm khi khi A bằng 0 và B khác 0. A bằng 0, B và khác 0. Vì cũng có phương trình bậc nhất thì dạy tụi con rồi, nhìn nhà coi lại giùm thầy. A bằng 0 là M bằng cộng trừ 2. Và thằng này khác 0, vậy M 3M cộng 6 khác 0. Như vậy M khác trừ 2 bằng hai giá trị là cộng trừ 2, mà thằng này khác trừ 2, phải chọn M bằng 2 thôi, đáp án B. Ai hiểu câu 27 rồi cho thầy con số 5. Ai hiểu câu 27 rồi cho thầy con số 5 coi. Nhanh lên đi. Rồi. Rồi, cảm ơn cả lớp nè, giỏi. Ai cũng tiến bộ luôn, vui quá. Đi thi cố gắng làm sao mà lấy điểm 9 điểm 10 cho thầy nha. Rồi, cảm ơn cả lớp. Tiếp tục, mình tới câu 28. Rồi, câu 28, câu 29 thì dễ rồi. 29 dễ, 30 cũng dễ luôn. Tụi con thế số vô bấm tính ra thôi, không có gì hết. Rồi, bây giờ tụi con làm cho thầy câu 28 nè. Làm cho thầy, bắt đầu câu 31 mới hay nè, tốt hình mới hay nè nha. Rồi bây giờ làm cho thầy câu 28 trong vòng 5 phút đi nè. Ôi mà khỏi đi, thầy làm cho nó dễ quá, thầy làm khó tụi con làm. Tụi con thấy hai này giống nhau rút gọn đúng không? Nhưng mà có điều kiện nha cả lớp. Là x cộng 1 lớn hơn 0, x lớn hơn trừ 1. Như vậy thầy có được là 2x bằng trừ x bình. Chuyển quế qua là x bình cộng 2x bằng 0. Giải ra một nghiệm x bằng 0 và x bằng trừ 2. X bằng trừ 2 là loại này, không là nhận nè. Như tụi con thấy x bằng 0 là nhận. Và chỉ có một nghiệm duy nhất thôi tụi con, đáp án C. Câu 29, trừ 2 với trừ 3 thế vô thằng nào thỏa? Trừ 2 với trừ 3 thế vô chỉ có câu A mới thỏa thôi, đúng không? Thế vô câu A thỏa nhận luôn. Còn câu 30 thì dễ quá, dễ luôn. Bấm máy tính ra cho thầy ra bao nhiêu tụi con. Bấm máy tính hệ phương trình bài ẩn ra bao nhiêu thầy coi. Ra 1 hết thầy. Ra 1 hết, bình thôi, cộng 3 bằng 3. Ok, cảm ơn con. Dễ ơi là dễ. Rồi, cảm ơn tụi con nha. Câu 31, 32, 33, 34, 35. Suy nghĩ thầy coi, 5 câu tốn hình. Rồi, cho tụi con 15 phút để làm những câu tốn hình nha. Câu số 31. Người ta yêu cầu tính vector AC cộng vector BD thì chúng ta phải xử lý như thế nào? Ai làm được câu này? Thầy xin mời Như Bình. Dạ. Dạ thầy, là phân tích vector AC vector BD ra là AB cộng BC cộng BC cộng CD. Ra 2 là vector BC. Ra 2. Rồi, con phân tích ra là bằng cái gì? AB cộng BC đúng không con? Dạ. Rồi, sau đó B gì nữa? Dạ, BC cộng CD. AB với CD, AB với CD là hai vector đối nhau đúng không con? Dạ. Rồi, cả lớp nhìn nè. Vector AB là vector với CD, thì con thấy đây là hai vector cùng độ dài nhưng mà ngược hướng, thấy không? Cùng độ dài nhưng mà ngược hướng nên tổng nó bằng vector 0. Nên bằng 2 lần BC. Đó. Bằng 2 lần BC là 2 lần độ dài BC luôn. Mà BC là cạnh hình vuông là bằng 1. Như vậy đáp án là bằng 2A đúng không Quỳnh? Dạ. Đúng rồi, cảm ơn Như Quỳnh. Giỏi. Câu 32. 2 lần vector A trừ 3 lần vector B cộng cho vector C là dễ. Mình nhân số 2 vô nè. Đây nhân con số trừ 3 vô nè. Số 1 giữ nguyên. Vậy 2, 2 là 4. 4 trừ 9 là trừ 5. Trừ 5 cộng 7 là bằng 2. Như vậy mình có đáp án bằng 2 luôn. Khỏi tính nữa, đáp án A. Hoành độ bằng 2, được chưa nè. Câu số 33.
Người ta cho tam giác ABC vuông tại A. Rồi, tam giác này vuông tại A. Có góc C bằng 50 độ, như vậy góc B sẽ là 40 độ. Nên người ta hỏi góc tạo bởi vectơ BA với BC là 40 độ, đúng luôn, chính xác luôn. BA với BC góc này bằng 40 độ, chính xác luôn, là hai vectơ cục chung chữ B. Rồi, tiếp tục câu 34. 3 điểm ABC tích vô hướng ABAC, tính ra đơn giản thôi. AB tính ra được kết quả là -1 với 11. AC tính ra kết quả là bằng -7 với 3. Như vậy khi nhân lại là bằng 7 cộng 33 bằng 40, đáp án D. Câu 35, ô dễ quá dễ luôn, người ta cho độ dài đoạn thẳng AB chính là bằng lấy cuối trừ đầu và bình phương lên. Vậy thì được là 18 bình phương cộng cho 8 bình phương lấy căn lên. Ra bao nhiêu ta? Thằng nghĩ chắc đơn vị cuối cùng là số 4 này, để số 6 là 0. Không, chắc đáp án là câu 2 căn 65 qua, câu C qua, đúng tụi con. Đâu mày nữa? 324, thằng này là 64. Ủa chết rồi. Lộn 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 lộn, 364 thằng này. 18 bình là 324, 384. 384 thì 4. Ủa, tính có đúng không? 18 bình cộng 8 bình ra bao nhiêu tụi con ơi, bấm thầy coi. À 388, 388 đúng rồi, đáp án B, hai căn 97 đúng không cả lớp? Alo, ủa sao im ru hết trơn vậy ta? Phương Tùng tính đúng không con? Là đúng rồi. Ok con. Rồi, vậy tụi con sửa bài vào ha. Như vậy hôm nay mình sửa được đề số 2, thứ 6 mình sửa đề số 3 nữa nha. Rồi giờ thầy bổ sung cho con làm một vài câu, thêm hai câu nữa nè, hai câu khó khó chút xíu. Toán hình đi. Hai câu đọc hình cũng không khó lắm. Rồi, làm thầy câu này nha. Câu này do tụi con hiểu thôi, không có khó lắm, bình thường. Rồi, đáp án nào tụi con? MN bằng 3 lần trừ 3 lần MB có nghĩa là hai vectơ này phải ngược hướng, trong khi đó MN gấp 3 lần MB. À, như vậy tụi con thấy M ngược hướng. Đây, đáp án là câu này, hình 3, đúng tụi con. Hình 3 ngược hướng này và MN nó gấp 3 lần MB, đúng tụi con. Rồi đáp án là câu đó nha, rất là dễ. Tụi con coi lại nha. Rồi thầy cho một bài nữa, bài này cũng tương đối. Đây. Khi mà người ta cho góc alpha là góc tạo bởi với hai vectơ thì tụi con lưu ý là trị tuyệt đối vectơ A trừ vectơ B là độ dài bằng 4, thì bình phương lên như thầy đi. Bình phương lên cũng là bình phương vô hướng, là vectơ A bình cộng vectơ B bình trừ 2 lần vectơ A vectơ B bằng 16. Thằng này bình bình là 25. Vậy suy ra 2 lần vectơ AB sẽ bằng 25 trừ 16 là 9, đúng rồi con. Và mình được kết quả tiếp tục đó là độ dài nhân cho cos của góc tạo bởi hai vectơ là alpha. Vậy thầy có cos alpha bằng 9 chia 2 nhân 4 nhân 3.
Vậy rút gọn ra thì được 3 phần 8, đáp án là câu D. Được chưa tụi con ơi? Đây là bài mà thầy thường xuyên cho tụi con làm bài tập để cho con nắm được cái dạng của nó nha. Rồi, ok nha. Chép bài vô đi.